Trong cái đợt dịch Covid vừa rồi á, chị và các cháu đã vào học cái trang học trực tuyến toliha.vn, thì chị thấy tình hình học của các cháu như làm sao? Tôi thấy là chương trình toliha rất là tuyệt vời, truyền thụ cho các cháu có thể dễ hiểu và tiếp thu rất là tốt ạ. Và thế chị thấy cái kết quả học tập của các cháu thế nào? Mẹ thấy là kết quả các cháu cũng đều đạt được kết quả tốt ạ. Dạ vâng. À, còn con học thì con thấy thế nào? Dạ, cảm thấy học phần mềm tôi đi ha, các thầy cô giảng dễ hiểu. Còn gì nữa không con? Cái cặp bài giảng rất bổ ích, Đúng rồi. cháu xem một lần là cháu thuộc. Còn gì nữa không con? Dạ. Tôi nói về phần luyện tập đi. Và phần luyện tập thì các bài rất là sát với chương trình học, quả của cháu cũng tốt lên ạ. Cái việc đầu tư để lên được một cái bài như thế cho cả cái hệ thống của phòng biên tập và cả hệ thống phòng quay để dựng bài mà vấn đề là ngon.